Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Các em ơi, chúng ta đã học rất là nhiều các miền tự nhiên rồi và ngày hôm nay thì cô sẽ dẫn các em đến thăm một miền tự nhiên khác. Và trước khi mà vào bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thử đoán xem miền tự nhiên mà chúng ta sẽ tìm hiểu là gì nhá. Ở trên đây cô có bản đồ, hai tấm bản đồ. Bản đồ thứ nhất đó là các miền tự nhiên. Tấm bản đồ thứ hai là Atlas địa lý Việt Nam trang số 14. Và các em hãy thử đoán xem là với hai dữ kiện ở đây thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu điều gì nào. Nhìn ở lên đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là Atlas trang 14 là hình phóng to của phần C ở đây. Đó, miền tự nhiên C. Miền tự nhiên C chúng ta nhìn vào trong phần chú giải, chúng ta biết được rằng đây chính là miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Và nội dung của bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài số 43, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ, với các nội dung chính như sau. Thứ nhất, các em đi tìm hiểu về vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ của vùng, của miền. Thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm hiểu miền, cái tính chất về khí hậu của miền, đó là tính chất nhiệt đới gió mùa. Thứ ba, chúng ta đi tìm hiểu về tính chất về địa hình của vùng với đặc trưng là dãy Trường Sơn Nam và đồng bằng Nam Bộ rộng lớn. Và phần cuối cùng chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tài nguyên của vùng. Đây chính là các cái nội dung chính trong bài học ngày hôm nay. Cũng giống như các vùng khác, đó chính là hai miền tự nhiên mà các em đã học, thì chúng ta cũng cần phải mô tả được cho cô về vị trí địa lý của vùng, phạm vi lãnh thổ của vùng, đánh giá được các cái ý nghĩa về mặt vị trí địa lý, cũng như là phân tích được các cái đặc điểm địa lý tự nhiên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu tìm hiểu vào phần thứ nhất, đó chính là chúng ta sử dụng cho cô bản đồ và tìm hiểu cho cô về vị trí địa lý cũng như là phạm vi lãnh thổ của miền tự nhiên thứ ba mà chúng ta được học. Ở đây cô có Atlas địa lý Việt Nam trang số 14, thì toàn bộ trang số 14, đây là trang có cái nội dung đó là miền tự nhiên thứ ba, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Vậy các em hãy quan sát vào đây và các em hãy cho cô biết là vị trí của vùng thì nằm ở đâu. Nếu như bạn nào không có Atlas địa lý Việt Nam thì các em có thể sử dụng cho cô lược đồ địa hình và khoáng sản miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ được in ở trong sách giáo khoa, và chúng ta sẽ xác định cho cô miền này thì nằm ở đâu. Và chúng ta sẽ thấy được rằng là đối với miền tự nhiên này thì chúng ta thấy được là nằm ở phía nam của dãy Bạch Mã, và từ dãy Bạch Mã trở vào trong. Đây là chúng ta có thể khái quát được đặc điểm của miền. Thế để có thể sâu hơn thì chúng ta sẽ trả lời cho cô một số các cái câu hỏi như sau. Đó là các em hãy xác định giới hạn và vị trí của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ, và chỉ rõ ra khu vực Tây Nguyên, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vừa rồi là chúng ta vừa khái quát được vị trí rồi, bây giờ chúng ta đi sâu hơn, chúng ta xác định các cái khu vực và giới hạn. Các em hãy quan sát lên trên bản đồ và chúng ta sẽ cùng xác định nhé. Ở đây thì chúng ta có lược đồ, và thứ nhất đó là chúng ta sẽ thấy rằng là miền Nam Trung Bộ thì bắt đầu từ phía nam của dãy Bạch Mã này trở vào phía trong. Nếu như mà chúng ta xét về mặt kinh tế thì có thể nói rằng là đây chính là khu vực miền Nam của nước ta. Thế và khu vực này thì chúng ta thấy được rằng là bao gồm có khu vực Tây Nguyên với các cao nguyên Ba Gian xếp tầng ở đây. Tiếp theo đó là giải đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ, chính là giải hẹp ở ven biển. Và thứ ba đó là chúng ta sẽ nhìn thấy có đồng bằng sông Cửu Long. Các em nhìn thấy ở trên bản đồ thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây sẽ được ký hiệu bằng màu xanh. Và nếu như các em sử dụng Atlas địa lý Việt Nam thì các em có thể nhìn rất là rõ ba cái khu vực này ở nước ta. Đây chính là cái phần câu hỏi đầu tiên. Chúng ta sẽ chốt lại phần này cho cô, đó là bao gồm có toàn bộ phần lãnh thổ phía nam của nước ta, từ Đà Nẵng cho tới Cà Mau, và nó chiếm khoảng 1/2 diện tích lãnh thổ. Đây chính là những cái nội dung chủ yếu nhất trong phần vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ. Chúng ta sử dụng cho cô các cái bản đồ, lược đồ để có thể trả lời được các câu hỏi liên quan tới vị trí và phạm vi. Phần thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Đây là một miền có cái tính chất về khí hậu là nhiệt đới gió mùa, nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc. Ở đây chúng ta lưu ý cho cô là chúng ta có các cái nhận định như sau cần phải chứng minh. Thứ nhất đó là các em hãy chứng minh cho cô tính chất nhiệt đới gió mùa. Thứ hai, các em chứng minh cho cô tính chất đó là nóng quanh năm. Và thứ ba đó là có mùa khô sâu sắc. Những nguyên nhân nào đã khiến cho vùng này có những cái đặc điểm về khí hậu như vậy? Thì xin mời các em trả lời cho cô. Câu hỏi đầu tiên, vì sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ lại có cái chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông lạnh
như hai miền mà chúng ta tìm hiểu trước đây. Thế chúng ta nhìn vào trong đây, chúng ta quan sát thì chúng ta thấy rằng đó là miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ thì bắt đầu từ dãy Bạch Mã trở vào trong. Và miền này nếu như mà nhìn vào trong Atlas trang số 9 thì chúng ta biết được rằng nó tương ứng với cái miền khí hậu, đó là miền khí hậu phía Nam. Ở miền khí hậu phía Nam này bao gồm có các vùng khí hậu, chúng ta có thể nhìn vào trong đây và chúng ta sẽ liệt kê ra cho cô. Đó là miền Nam Trung Bộ này, rồi khu vực Tây Nguyên này, và vùng đó chính là vùng Nam Bộ. Thế thì nhìn vào trong đây chúng ta thấy được rằng là có các trạm khí hậu. Chúng ta hãy nhận xét cho cô các trạm khí hậu này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái biến trình nhiệt của nó ấy, nó có một cái đặc điểm đó là cái nền nhiệt cao trên 20 độ C. Đấy, không có tháng nào dưới 20 độ C cả. Và biên độ nhiệt thì rất là thấp. Chúng ta, tại sao chúng ta lại nhìn được điều đó? Thì tôi nhìn cho cô cái phần hình mà thể hiện, đó chính là cái đường màu đỏ thể hiện cho nhiệt độ. Cái đường này nó không cong với cái độ lớn như là ở các cái tỉnh ở khu vực ở miền Bắc. Do đó mà chúng ta sẽ biết được rằng ở đây là có cái biên độ nhiệt thấp. Tiếp theo các em quan sát cho cô vào ba cái bản đồ về mặt nhiệt độ. Chúng ta thấy được rằng là về nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình tháng 1 hay là nhiệt độ trung bình tháng 7 thì hầu hết các địa phương ở khu vực miền vùng tự nhiên, miền tự nhiên của chúng ta là miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ thì đều có cái tông màu đó là vàng và cam là chủ yếu thể hiện cho cái nền nhiệt cao. Tiếp theo các em quan sát cho cô ba bản đồ về lượng mưa của nước ta. Chúng ta cũng nhận xét cho cô lượng mưa. Chúng ta thấy rằng được là có một cái mùa khô rất là sâu sắc. Tại sao lại như vậy? Chúng ta nhìn vào lượng mưa trung bình này, chúng ta thấy rằng là có cái sự phân hóa. Nhìn vào bản đồ lượng mưa, chúng ta nhìn thấy rằng là có cái sự chênh lệch rất là rõ rệt. Màu nhạt thì chúng ta nhìn thấy là vào mùa khô, và màu đậm hơn thì chúng ta nhìn thấy đó chính là vào mùa mưa. Thế nhìn vào đây thì chúng ta thấy được rằng là ở đây thì có một cái mùa khô sâu sắc này. Chúng ta nhìn thấy rằng là cái nền nhiệt độ cao thể hiện cho cái tính chất là nóng quanh năm này. Rồi đây là một cái khu vực mà thuộc vào miền khí hậu phía Nam, nó đại diện cho khí hậu là nhiệt đới gió mùa. Thế còn đối với miền này thì chúng ta thấy rằng là cái chế độ nhiệt nó ít biến động. Thế thì bây giờ mình đặt ngược lại cái câu hỏi của mình, đó là thế tại sao hai cái miền này nó lại là miền mà có nhiều biến động, có cái mùa đông lạnh giá như vậy? Thì chúng ta đã học hai miền trước đó rồi, chúng ta thấy được rằng là do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, gió mùa đông bắc thì mang theo hơi lạnh và khiến cho cái nhiệt độ của hai miền tự nhiên trước đây chúng ta học, đó là miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ cũng như là miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thì có cái chế độ nhiệt đó là lạnh. Có những tháng thì nhiệt độ còn xuống dưới 18 độ C. Đó, thế thì ở đây chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi này, đó là do miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ thì không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Mặt khác, ở khu vực miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ thì chúng ta lưu ý là vào mùa đông thì còn có gió tín phong. Gió tín phong là gió hoạt động thường xuyên ở nước ta và có tính chất là khô nóng. Và khi mà gió này thổi đến nước ta thì chúng ta thấy được rằng là nó sẽ gây mưa cho khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và gây khô nóng cho khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Đây chính là cái câu trả lời cho cái phần số 2 của chúng ta. Tiếp theo chúng ta trả lời cho cô câu hỏi, đó là vì sao mùa khô ở miền Nam thì diễn ra gay gắt hơn so với hai miền ở phía Bắc. Hai miền ở phía Bắc chúng ta đã tìm hiểu rồi. Thế hôm nay chúng ta đi tìm hiểu miền thứ ba này, có rất là nhiều các cái câu hỏi thú vị. Và ở đây thì chúng ta sẽ giải thích cho cô là mùa khô ở miền Nam thì gay gắt hơn là do ảnh hưởng của các cái bức chắn địa hình kết hợp với gió mùa. Và bức chắn địa hình ở đây là gì? Đó chính là dãy Trường Sơn. Dãy Trường Sơn thì có tác dụng như thế nào? Vào cái thời gian đó là vào mùa đông thì chúng ta thấy được rằng là gió này đã khi mà gió tín phong thổi đến thì dãy Trường Sơn đã chặn lại gió tín phong và gây cho khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ một cái mùa khô sâu sắc. Thế vào mùa hạ thì chúng ta lại có gió mùa Tây Nam vào đầu mùa, thì khi mà gió mùa Tây Nam thổi đến thì cũng bị dãy Trường Sơn chặn lại. Và thời tiết lúc này thì lại đổi ngược lại so với mùa đông. Ở khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ thì sẽ có một mùa mưa. Còn đối với khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ thì do ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên sẽ là có một cái mùa khô sâu sắc. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta đã lý giải được cái câu hỏi ở đây.
Đối với phần này thì chúng ta lưu ý đó cô. Với những cái nhận định ở đây thì chúng ta có một số các cái lưu ý cần phải nhớ. Thứ nhất đó là từ dãy Bạch Mã trở vào Nam thì nhiệt độ trung bình Nam cơ bản là trên 25 độ C. Đối với biên độ nhiệt thì biên độ nhiệt năm nhỏ, không có tháng nào là chúng ta thấy rằng là nhiệt độ xuống quá là thấp. Thứ hai đó là chúng ta thấy được rằng là chế độ mưa thì không đồng nhất. Duyên Hải Nam Trung Bộ thì có mùa khô kéo dài, mùa mưa thì đến muộn và tập trung trong cái thời gian ngắn. Thứ hai đó là khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên thì là mùa khô kéo dài từ khoảng 6 tháng, từ tháng 5 cho đến tháng 10, mùa khô thì thiếu nước nghiêm trọng. Và lưu ý là Duyên Hải Nam Trung Bộ thì luôn có cái sự khác biệt về mưa so với Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Khu vực cực Nam Trung Bộ thuộc Duyên Hải Nam Trung Bộ thì cũng là cái khu vực mà khô hạn nhất cả nước ta. Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần 3 của bài học ngày hôm nay, đó là tìm hiểu về yếu tố địa hình thông qua việc là chúng ta tìm hiểu dãy Trường Sơn Nam hùng vĩ và có một cái đồng bằng rộng lớn. Ở đây thì chúng ta có lược đồ và chúng ta sẽ xác định cho cô các đỉnh núi cao trên 2000m. Ví dụ như là ở đây cô có đỉnh Ngọc Linh, đỉnh Vọng Phu và đỉnh Chư Giang Si. Các em nhìn lên trên lược đồ của chúng ta hoặc là sử dụng cho cô Atlas Địa lý Việt Nam và xác định cho cô các yếu tố ở đây. Chúng ta sẽ thấy rằng là có các cái núi cao thì tương ứng với các cái phần màu mà đậm ở đây thì họ đã có ghi luôn các cái địa danh là các cái núi của chúng mình tương ứng với cái hình tam giác. Thì các em xem trong bản đồ và chúng ta xác định cho cô vị trí của các cái ngọn núi ở đây. Và khi mà chúng ta làm các cái bài tập liên quan tới phần địa hình của các miền thì có một cái loại câu hỏi, đó là người ta sẽ cung cấp cho các em tên của các núi và yêu cầu các em so sánh là cái núi nào trong các núi mà người ta đưa ra có độ cao cao nhất hoặc là độ cao thấp nhất trong các núi cơ mà người ta đưa ra đó. Thì các em lưu ý là chúng ta cần phải xác định được cho cô là các cái núi người ta đưa ra có độ cao như thế nào. Ví dụ như ở đây khi mà có ba đỉnh là Ngọc Linh, Vọng Phu và Chư Giang Si thì chúng ta thấy rằng là có cái đỉnh Ngọc Linh là đỉnh mà có độ cao cao nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm trên lược đồ cho cô các cao nguyên, đó là Kon Tum này, Pleiku này, Đắk Lắk này, Lâm Viên này, Mơ Rông và Di Linh. Thế nhìn ở đây thì chúng ta chú ý cho cô là các cao nguyên người ta cũng đã có ký hiệu ở đây rồi. Chúng ta nhìn vào đây và chúng ta hoàn toàn có thể xác định. Ví dụ như đây, đây là những cái cao nguyên mà người ta kể tên cho các em. Các em có thể dễ dàng để có thể xác định. Ví dụ ở đây thì cô có cao nguyên Di Linh chẳng hạn, cao nguyên Mơ Rông chẳng hạn, hay là một số cao nguyên mà các em có thể nhìn thấy ở đây. Rất là dễ dàng để phân biệt phải không nào? Tiếp theo thì chúng ta sẽ trả lời cho cô câu hỏi, đó là các em hãy so sánh cho cô đồng bằng sông Hồng với đồng bằng sông Cửu Long xem là có những nét khác biệt như thế nào. Đối với đồng bằng sông Hồng thì các em đã tìm hiểu trong miền tự nhiên đầu tiên, đó là miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. Thế còn hôm nay chúng ta tìm hiểu vùng đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta nhìn vào trong lược đồ và chúng ta thấy ở đây. Thế hai miền này thì có cái đặc điểm gì khác biệt nhau? Thứ nhất đó là về diện tích thì đồng bằng sông Cửu Long có diện tích lớn hơn so với diện tích của đồng bằng sông Hồng. Thứ hai về mặt bồi tụ thì đồng bằng sông Cửu Long được bồi tụ bởi hệ thống đó là sông Cửu Long, hay tên quốc tế thì chúng ta còn có là sông Mekong. Còn đồng bằng sông Hồng thì được bồi tụ bởi phù sa của sông Hồng và sông Thái Bình. Hai đồng bằng này có sự khác nhau về mặt hình thái, thể hiện đó là đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta nhìn thấy là giống như là có hình tứ giác, còn đồng bằng sông Hồng thì có hình tam giác. Tiếp theo chúng ta có thể so sánh về mặt đất đai thì hai vùng này đều là hai vùng mà có cái đất phù sa rất là màu mỡ, thích hợp cho việc phát triển cây lương thực. Nhưng xét về việc là bồi tụ thì ở đồng bằng sông Hồng do là có đê nên là cái đất ở trong sẽ là cái trong đê sẽ là cái khu vực mà đất không được bồi tụ phù sa. Còn đối với đồng bằng sông Cửu Long thì có nhiều kênh rạch. Và với cái đặc điểm nhiều kênh rạch, mặt khác lại có ba mặt tiếp giáp biển nên ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ có diện tích đất phèn, đất mặn lớn. Về đặc điểm về địa hình thì hai vùng có khá là giống nhau khi đều có cái địa hình thấp và bằng phẳng. Đây là một số nét cô gợi ý cho việc là các em sẽ so sánh cho cô hai cái đồng bằng này. Chúng ta sẽ có thể chỉ ra một số các cái tiêu chí để chúng ta so sánh như vừa rồi. Đối với đặc điểm thứ ba về địa hình thì chúng ta lưu ý cho cô một số các cái kiến thức như sau. Thứ nhất đó là khu vực miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ thì nằm trên cái mảng nền cổ được Tân kiến tạo nâng lên
và trở thành cái khu vực Trường Sơn Nam rất là hùng vĩ của nước ta. Và cái khu vực Trường Sơn Nam này thì có cái hình vòng cung quay cái phần lưng về phía biển. Ở đây thì còn có đồng bằng Nam Bộ rộng lớn và được hình thành bởi hệ thống sông Cửu Long. Và đối với cái đồng bằng này thì có rất là nhiều giá trị cho chúng ta phát triển về mặt nông nghiệp. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mặt tài nguyên. Để tìm hiểu mặt tài nguyên thì các em cũng mở Atlas ra và chúng ta xác định cho cô các cái tài nguyên như là tài nguyên khoáng sản hay là tài nguyên rừng của vùng. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy được rằng là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về khí hậu, về tài nguyên rừng, tài nguyên biển. Cụ thể đầu tiên, đối với tài nguyên khí hậu thì chúng ta sẽ có đó là khu vực này là khu vực mà mang cái tính chất là cận xích đạo. Và với cái kiểu khí hậu cận xích đạo này thì sẽ có cái nền nhiệt cao rất là thuận lợi cho phơi sấy các cái loại nông sản. Và tiêu biểu chúng ta thấy được rằng là có cái khu vực là khu vực Tây Nguyên. Khu vực này thì rất là thích hợp cho việc trồng các cái loại cây nhiệt đới. Và khi mà các cái cây nhiệt đới này được thu hái thì với cái điều kiện nhiệt độ cao như vậy thì sẽ rất là thuận lợi cho việc phơi sấy. Và ở Duyên Hải Nam Trung Bộ thì chúng ta thấy rằng là với cái điều kiện khí hậu là có cái nền nhiệt cao kết hợp với việc là tiếp giáp với biển, cái điều kiện ở đây lại có ít sông đổ ra biển nên rất là thuận lợi cho việc phát triển nghề làm muối. Đây là cái điều kiện về khí hậu đất đai mà chúng ta có thể thấy được. Hay là đối với điều kiện về đất thì chúng ta thấy được rằng là khi nhìn vào trong lược đồ chúng ta thấy rằng là đất ở đây vô cùng phong phú. Tiêu biểu với đó chính là đất đai hình thành trên đá ba gian, rồi có đất phù sa và có hẳn đất phù sa, đó là phù sa sông này, đất phèn, đất mặn và có cả đó là đất hình thành trên cái mảng nền cổ, phù sa cổ. Rất là thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp. Tiếp theo chúng ta sẽ có cho cô đó là đặc điểm tiếp theo. Các em hãy dựa vào cho cô đó là Atlas ở trang 18. Chúng ta sẽ kể ra cho cô một số vùng chuyên canh lớn về lúa gạo, cao su, cà phê, cây ăn quả ở miền Nam nước ta hiện nay, và cho biết là hoàn cảnh sinh thái tự nhiên của vùng đó. Thế thì các em có thể thấy ở đây là chúng ta có miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Thì thứ nhất đó là có khu vực Tây Nguyên thì nổi bật lên đó là những cái vùng chuyên canh cây cà phê, chuyên canh cây cao su, chuyên canh cây hồ tiêu. Vùng Đông Nam Bộ thì là một cái khu vực mà phát triển rất là mạnh cây cao su và cây cà phê. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì nổi bật với các cây ăn quả và cây lúa. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ thì ở đây phát triển đó là các cái loại cây, ví dụ như là các loại cây hoa màu. Và khi mà chúng ta quan sát vào đây thì chúng ta sẽ lưu ý cho cô đặc điểm về đất và đặc điểm khí hậu để chúng ta có thể biết được cái hoàn cảnh sinh thái ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đặc điểm tiếp theo đó là tài nguyên rừng thông qua Atlas ở trang về thực vật và động vật. Thế nhìn vào đây thì các em thấy rằng là hệ động thực vật cũng rất là phong phú. Ở đây thì có nhiều vườn quốc gia, có nhiều các cái khu dự trữ sinh quyển rất là quan trọng, cũng như là có cái nhiều các cái giá trị về mặt du lịch hoặc là về mặt sinh thái. Và với phần này thì chúng ta lưu ý cho cô đó là tài nguyên rừng thì có nhiều sinh vật quý hiếm. Khi mà phát triển kinh tế của vùng thì cũng cần phải nêu cao cái vấn đề bảo vệ tài nguyên. Tiếp theo các em hãy cùng quan sát vào trong lược đồ và cho cô biết đó là ở đây thì cái tài nguyên biển có giá trị như thế nào. Các em sẽ thấy rằng là ở khu vực thềm lục địa phía Nam thì chúng ta có hai cái ký hiệu, đó là ký hiệu hình thang màu trắng và hình thang màu đen. Nó đại diện cho gì nào? Nó đại diện cho khí dầu khí, đúng không nào, dầu mỏ và khí đốt rất là có giá trị ở Biển Đông. Và đây là một trong những cái tài nguyên quý giá nhất ở trên biển của nước ta. Như vậy chúng ta sẽ chốt lại cho cô phần này như sau. Ở đây thì có các cái vịnh nước sâu kín thể rất là thích hợp cho việc xây dựng các hải cảng ở bờ biển của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Còn đối với khu vực thềm lục địa phía Nam thì chúng ta thấy được rằng là có các cái khoáng sản, đó là dầu và khí đốt, giúp cho đây là một trong những cái khoáng sản có ý nghĩa và có trữ lượng lớn và quan trọng nhất ở trên biển. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần luyện tập. Trước khi đến với phần luyện tập thì chúng ta sẽ cùng tổng kết lại bài học này cho cô nhé. Với phần tổng kết bài học này thì chúng ta lưu ý cho cô, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ thì có diện tích rộng lớn, thiên nhiên rất là đa dạng,
tài nguyên rất là phong phú. Thứ hai đó là miền thì có khí hậu nóng quanh năm, và với khí hậu này thì thấy được rằng là có những cái đặc điểm đó là phân bố không đều, có một mùa khô sâu sắc, và khi mà mùa khô sâu sắc thì sẽ rất là dễ gây ra hiện tượng hạn hán này, hiện tượng cháy rừng. Nhưng với cái mùa khô như vậy thì cũng là một trong những điều kiện để vùng có thể phát triển nông nghiệp mang tính chất nhiệt đới. Và thứ ba đó là chúng ta có đó là để vùng có thể phát triển kinh tế bền vững thì cần phải chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ cái tài nguyên sinh vật, đất và các cái hệ sinh thái tự nhiên. Đây chính là phần tổng kết cho bài học ngày hôm nay của chúng mình. Và bây giờ chúng mình đã sẵn sàng đến với phần luyện tập chưa nào? Chúng ta cùng đến với các câu hỏi luyện tập sau đây. Thứ nhất đó là cô có câu hỏi: Đà Lạt là nơi nghỉ dưỡng có khí hậu mát mẻ của miền Nam Trung Bộ do nằm trên cao nguyên nào? Và ở đây thì cô có 4 ý được đưa ra. Thứ nhất đó là Pleiku, thứ hai là Lâm Viên, thứ ba là Đắk Lắk và thứ tư đó là Kon Tum. Các em nhìn vào đây thì các em sẽ thấy rằng là chúng ta khó mà có thể trả lời được. Nhưng các em lưu ý là chúng ta có Atlas, có các bản đồ. Các em sẽ xác định cho cô đầu tiên đó chính là Đà Lạt của chúng ta. Thì xem rằng là Đà Lạt ở cái vị trí nào trước. Sau đó các em sẽ nhìn xem rằng là Đà Lạt có ranh giới nằm ở đâu. Thì đối với cái câu hỏi này thì chúng ta có thể dễ dàng xác định được, đó chính là Đà Lạt là một trong những cái địa danh nằm ở trên cao nguyên Lâm Viên. Và đây là một trong những thành phố rất là xinh đẹp, có các nhiều các cái cảnh quan mà hy vọng rằng là các bạn sẽ có một lần đến với Đà Lạt thân yêu để có thể thắng cảnh ở khu vực này. Tiếp theo chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 thì yêu cầu các em sử dụng Atlas địa lý Việt Nam và chúng ta sẽ sử dụng trang 14 và cho biết đỉnh núi nào sau đây có độ cao cao hơn cả. Thì nhìn vào trong đây thì chúng ta có 4 đỉnh núi: A là Vọng Phu, B là Ngọc Linh, C là Chư Giang Xin và D là Ngọc Cơ Rinh. Thế nhìn vào đây thì chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể so sánh được độ cao của các núi? Thì lời khuyên của cô đó là các em hãy ghi ra cho cô xem là độ cao của các núi này như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào trong Atlas và chúng ta xác định cho cô độ cao nhé. Thứ nhất đó là cô có đỉnh Vọng Phu cao 2051m. Thứ hai là đỉnh Ngọc Linh cao 2598. Chư Giang Xin 2405 và Ngọc Cơ Rinh là 2025. Thế nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là và có được các cái độ cao rồi thì chúng ta so sánh. Thế so sánh như thế nào? Các em sẽ so sánh theo cặp cho cô. Thứ nhất là đối với Vọng Phu 2051 thì mình nhìn thấy ở đây là mình sẽ thấy rằng là với cái độ cao này thì so với Ngọc Linh thì là Vọng Phu thấp hơn. Chúng ta bỏ cho cô Vọng Phu đi, bởi vì bây giờ mình đang tìm cái đỉnh núi cao hơn cả. Tiếp theo là đối với Ngọc Linh thì chúng ta tiếp tục so sánh là 2598, đúng không? So sánh với Chư Giang Xin 2405. Mình nhìn vào đây mình sẽ thấy rằng là Ngọc Linh cao hơn, gạch Chư Giang Xin đi. Tiếp theo là so sánh Ngọc Linh với cả Ngọc Cơ Rinh thì thấy rằng là Ngọc Linh cao hơn, chúng ta loại bỏ Ngọc Cơ Rinh đi. Thì như vậy thì chúng ta sẽ còn đáp án đúng ở đây, chính là đáp án B. Ngọc Linh là cái đỉnh núi cao hơn cả trong 4 cái núi được nêu ra ở đây. Và khi mà các em xác định thì các em chú ý cho cô là trên cái bản đồ thì người ta đã ghi rất là rõ ràng về độ cao của các núi này rồi. Chúng ta sẽ nhìn thật là kỹ và so sánh cho cô. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần vận dụng thông qua một cái câu hỏi, đó là cho các em một bảng số liệu. Bảng số liệu này là về một cái địa điểm A được lấy ra từ vùng duyên hải, từ vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Thế nhìn vào đây thì các em hãy thực hiện hai cái thao tác, đó là tính cho cô nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt năm. Để có thể làm được cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ phải ghi nhớ cho cô công thức. Đối với nhiệt độ trung bình năm thì rất là đơn giản. Các em cộng cho cô tổng của 12 tháng ở đây và chúng ta chia trung bình, chính là chia cho 12 nhá. Nhiệt độ trung bình năm thì bằng tổng nhiệt độ của 12 tháng cộng vào và chia cho 12. Thế còn đối với biên độ nhiệt năm thì các em sẽ quan sát vào bảng và chúng ta chỉ ra cho cô đó là tháng nào mà có nhiệt độ cao nhất và thứ hai đó là tháng nào có nhiệt độ thấp nhất. Chúng ta lấy nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất là chúng ta có thể ra được biên độ nhiệt năm. Ví dụ như là nhìn vào trang bảng này thì chúng ta sẽ thấy rằng là vào thời điểm là tháng 4, chúng ta nhìn thấy này, có cái nhiệt độ là 28,9. Đây chính là cái nhiệt độ cao nhất trong năm. Và tiếp theo chúng ta nhìn vào trong bảng thì chúng ta thấy rằng là vào tháng 12, 25,7 là tháng mà có nhiệt độ thấp nhất. Chúng ta lấy cho cô là 28,9 trừ đi 25,7 là chúng ta sẽ ra được biên độ nhiệt năm.
Đây là một bài tập tính toán rất là đơn giản và chúng ta hoàn toàn có thể làm được, nên chúng ta sẽ thực hiện áp dụng các công thức và làm cho cô bài tập này nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đã khám phá về miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ, và hy vọng rằng là với những kiến thức mà cô cung cấp cho các em thì các em đã hiểu rõ hơn về miền tự nhiên thứ ba của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.